Thưa quý vị, kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hôm nay thủ đô Hà Nội như được khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc đỏ của màu cờ Tổ quốc. Từ khắp nơi đến các khu vực trung tâm cũng như các con phố nhỏ đều xuất hiện màu đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc và các băng rôn chào mừng. Từ sáng sớm, các con phố đã trở nên nhộn nhịp với dòng người đổ ra đường, hòa cùng không khí lễ hội tràn đầy niềm vui. Trong không khí rộn ràng này, các gia đình, nhóm bạn bè và du khách đã cùng nhau tham gia vào các hoạt động kỷ niệm ngày lễ trọng đại của dân tộc. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14. Ngày 2 tháng 9 tại thủ đô Hà Nội, không khí dường như rộn ràng và sôi động hơn bao giờ hết. Từ sáng sớm, khắp các tuyến phố lớn như Hoàn Kiếm, Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Huệ đã đông đúc người dân và du khách đến tham gia các hoạt động kỷ niệm. Nhiều gia đình và nhóm bạn bè đã tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để cùng nhau dạo chơi, tham quan các địa điểm lịch sử và văn hóa. Hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm đến yêu thích với các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời. Xin chào quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm Hà Nội. Và ngày hôm nay thì đã có rất đông du khách thập phương cũng như là người dân thủ đô đã tới khu vực phố đi bộ và Hồ Hoàn Kiếm để tham quan và trải nghiệm. Trên gương mặt của họ đều thể hiện sự tự hào, niềm tin yêu dành cho ngày Tết độc lập của dân tộc. Ngày hôm nay thì trong đội đạp xe cộng đồng, tất cả anh em đạp xe tại Hà Nội thì có tổ chức một chương trình là đạp xe diễu hành các phố phường, 36 phố phường của Hà Nội, hòa chung không khí của người dân thủ đô. Bản thân tôi thì tôi thấy là năm nay là một cái bầu không khí mà tôi nghĩ rằng nó nhộn nhịp hơn so với mọi năm. Mỗi năm tôi cũng tham dự nhưng mà hôm nay có thể một cái gì đấy trong tôi mà tôi cảm thấy là nó nhộn nhịp hơn, nó rộn ràng hơn. Nhân ngày mùng 2 tháng 9, tôi thấy thủ đô của mình càng ngày càng thay đổi, càng đẹp hơn. Và mọi người thì rất là phấn khởi, trong không khí rất là nhớ ơn, nhờ công ơn của Đảng, nhờ công ơn của Bác. Gia đình nhà tôi thì các cháu thì cũng đi du lịch, bạn bè thì cũng đi du lịch, còn tôi ở Hà Nội thì thôi tôi đi quanh bờ hồ gọi là thưởng thức của không khí của ngày lễ hội. Còn tại quảng trường Ba Đình, dòng người đổ về để xếp hàng vào lăng viếng Bắc Hồ dường như cứ nối dài mãi. Hàng nghìn người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc tìm về đây, mong muốn sớm được vào viếng Bác trong ngày lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 79 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Và cũng kể từ đó, mỗi năm vào ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Hà Nội lại trở thành nơi đi về của triệu triệu trái tim người Việt Nam để cùng tôn vinh lịch sử và niềm tự hào dân tộc. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại có những giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức cao cả và tình yêu bao la đối với cách mạng và Tổ quốc. Với một tinh thần phụng sự Tổ quốc, hết lòng vì dân của người. Và cho đến ngày hôm nay, sau 55 năm, những giá trị đó luôn được các thế hệ học tập và làm theo. Học tập Bác không phải chỉ học những tư tưởng lớn của người, mà học tập ngay từ những điều đơn giản, đời thường nhất. Con đường dài hơn 300 mét này trước đây luôn lầy lội, bụi bùn. Việc đi lại của người dân trong làng gặp nhiều khó khăn. Từ khi phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới được triển khai, gia đình anh Phan Sĩ Đạo ở xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn đã tự nguyện đứng ra bỏ kinh phí gần 130 triệu đồng, nâng cấp giải nhựa cả con đường này. Với anh Đạo, hành động này xuất phát từ việc học tập theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là đem sức nhỏ, việc làm nhỏ của mình mang lại ích nước lợi nhà. Con đường này là dài có chiều dài của nó là 320 mét, tổng đầu tư của rải nhựa đấy là hết 126 triệu. Gia đình bỏ ra phục vụ cho gia đình đi lại rồi, còn người ta đi làm rải làm nướng vẫn cứ đi lại bình thường nữa thôi. Bác Hồ đã nói nhá, nếu cán bộ làm được cái gì cho dân có lời thì ta làm, mà mình người nông dân mình góp sức được cái gì mà cảm thấy có lời cho mình và cho toàn thể dân thì người ta cứ làm. Nếu làm được cái việc gì nhỏ nhưng mà ích được lời nhà thì ta nên làm. Không chỉ tự nguyện bỏ tiền làm đường nhựa cho gia đình và bà con lối xóm tiện đi lại sản xuất, anh Đạo cùng với một số hộ dân khác cũng đã hiến phần đất ruộng lúa của gia đình để xã mở rộng và bê tông tuyến đường liên thôn. Riêng gia đình anh Đạo hiến toàn bộ diện tích đất ruộng nhà mình với hơn 400 mét vuông đất. Gia đình anh Đạo đã hiến đất thực sự ba con đỡ khổ á. Trước đấy con đường rất bé, đi lại rất khó khăn. Từ khi để phát triển nông thôn mới thì
có chính sách là mở rộng cái đường đấy. Thì anh Đào anh sẵn sàng là hiện cái vật ruộng đấy. Tuy tức là mình có điều kiện đắp, tức nào nó có thể là đắp hết ánh hoàn chó. Mọi người cũng nên nói theo được, mình chịu thiệt đi. Hiện vì việc chúng, việc tập thể thì mọi người mọi tỷ thì để cho quê hướng sạch sẽ, đi lại giao thông cho bà con nó thuận lợi. Dân của người dân rất là hưởng ứng cái chủ trương này của ban chỉ đạo của đảng ủy, của ủy ban xã về cái chủ trương xây dựng mới. Điển hình có nhiều hồ gia đình đồng góp, như hồ ông Phan Thị Đào tại thôn 1, hồ ông Nguyễn Văn Lán thôn 5, hồ ông Tố Văn Huệ thôn 8, có thể mỗi hồ gia đình trung bình đóng góp từ 100 đến 160 triệu đồng để mà làm đường giao thông nông thôn. Những năm qua, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành hoạt động chính trị sâu rộng và lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân. Học tập từ Bác, từ những điều giản dị, gần gũi, nhân dân huyện Anh Sơn nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung đã đồng thuận, tích cực tham gia lao động sản xuất. Dù đời sống còn khó khăn, vất vả, nhưng sẵn sàng góp công, góp sức, hiến đất cùng nhau xây dựng nông thôn mới, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho quê hương. Đó là những cái gương điển hình, mà cái gương điển hình đó thì nó cũng không phải là những cái việc mà phải là to lớn của đại sứ quốc gia, mà ở đấy người ta sẽ xác định đấy là những cái việc dù nhỏ nhất, là muốn nói đến là cái sự quan tâm của người dân. Và đặc biệt ở đấy là chúng tôi cũng đánh giá là cái việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nó đã ngấm, nó đã thấm vào người dân Anh Sơn trong cái công cuộc chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Từ phong trào xây dựng nông thôn mới đầy khởi sắc ở Nghệ An đã cho thấy, việc người dân học tập tấm gương của Bác Hồ không phải những tư tưởng to lớn vĩ đại, mà học tập Bác từ những điều giản dị đời thường, đóng góp những việc làm nhỏ bé của mình cho những cái lớn lao, lợi ích to lớn cho toàn xã hội và cho đất nước. Thưa quý vị, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Yagi. Dự báo chiều và đêm mai bão đi vào Biển Đông và khả năng tăng cấp. Hồi 13 giờ ngày 2 tháng 9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc khoảng 20 km một giờ. Dự báo đến 13 giờ ngày 3 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km trên giờ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12. Đến 13 giờ ngày 4 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km trên giờ. Đến chiều 5 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km trên giờ. Khu vực chịu ảnh hưởng của bão là phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, cường độ bão có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 3 tháng 9, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật trên cấp 11. Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9, bão Yagi có thể đạt cấp bão rất mạnh trên khu vực đông bắc Biển Đông. Vùng gần tâm bão gió mạnh tối đa có thể lên tới cấp 12, giật cấp 15. Ba ngày vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiều người cho rằng do ảnh hưởng của bão Yagi đang hoạt động ngoài khơi Philippines. Tuy nhiên, theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa to ở miền Nam không phải do ảnh hưởng của bão. Theo phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa to ở miền Nam không phải do ảnh hưởng của bão Yagi đang hoạt động ngoài khơi Philippines. Hiện tại có rãnh áp thấp trục qua Nam Trung Bộ, Nam Bộ, hoạt động mạnh. Dải này nối với cơn bão phía đông của Philippines. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Mưa to ở Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh do vùng xoáy thấp nằm trên dải này gây ra. Hôm nay ngày 2 tháng 9 và những ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng nâng dần trục lên phía bắc, nối với cơn bão ở phía đông Philippines di chuyển vào Biển Đông. Gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam Bộ duy trì cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết khu vực nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối mưa rào nhiều nơi, một số nơi mưa to đến rất to.